Mỹ nói Iran có thể tấn công Israel tuần này. Nhà Trắng cho rằng Iran hoặc các nhóm vũ trang thân Tehran có thể tấn công trả đũa Israel sớm nhất trong tuần này. Chúng tôi có chung lo ngại về dự đoán với Israel về thời điểm xảy ra đòn tấn công, có thể là trong tuần này. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kisber nói ngày 12 tháng 8, chúng tôi phải chuẩn bị cho kịch bản xảy ra một loạt đòn tấn công đáng kể. Iran gần đây nhiều lần tuyên bố trả đũa Israel vì vụ ám sát cựu thủ lĩnh Hamas email Henriette ở Tehran. Israel không bác bỏ hay xác nhận đứng sau vụ tấn công Hezbollah. Lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Lebanon cũng tuyên bố đáp trả Israel sau khi Tel Aviv hạ sát cánh tay phải, Furqat của thủ lĩnh nhóm. Chúng tôi hiển nhiên không muốn chứng kiến Israel phải phòng vệ trước một đòn tấn công như hồi tháng 4. Nhưng nếu đó là điều sắp xảy ra, Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ phòng vệ. Ông Kirby bổ sung. Iran ngày 14 tháng 4 phóng hơn 300 tên lửa UAV vào lãnh thổ Israel sau khi cáo buộc Tel Aviv đã tập kích toàn lãnh sự ở Iran ở Syria hồi đầu tháng đó. Khoảng 99% vũ khí của Iran đã bị Israel với sự hỗ trợ từ liên quân do Mỹ cầm đầu, bắn hạ. Đây là cuộc tấn công trực diện đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel sau hàng chục năm đối đầu căng thẳng. Mỹ đã triển khai chiến dịch ngoại giao lớn nhất nhằm ngăn Iran, các nhóm vũ trang Tehran hậu thuẫn cũng như Israel có động thái nhằm gia tăng căng thẳng khu vực. Tổng thống Biden ngày 12 tháng 8 đã điện đàm với lãnh đạo Đức, Pháp, Italia và Anh để thảo luận về căng thẳng. Cuộc điện đàm chủ yếu tái khẳng định cam kết của họ với Israel và phát thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi không muốn chứng kiến bạo lực leo thang hay bất kỳ đòn tấn công nào từ Iran hoặc các nhóm ủy nhiệm của họ, theo Nhà Trắng. Lãnh đạo các nước cũng kêu gọi Israel, Hamas ngừng bắn ở Gaza. Các bên dự kiến đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, quân đội Mỹ đã đưa thêm khí tài tới Trung Đông nhằm tăng cường phòng thủ cho lực lượng Mỹ và Israel.